Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3 của Đài Truyền hình Việt Nam America TV. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Kiến thức sức khỏe và đời sống cùng với là dược sĩ Tenoquat và M-Tem Pharmacy. M-Tem Pharmacy có 5 địa điểm tại các thành phố Santa Ana, Garden Grove, Huntington Beach cũng như là thành phố Anaheim để phục vụ cho quý đồng hương. Kính mời quý vị ghé đến để nhận được sự phục vụ tốt nhất của những người dược sĩ tại đây. Và thưa chị thì ngày hôm nay xin chị cũng nói rõ 5 địa điểm của pharmacy của chúng ta để quý đồng hương có thể biết nằm ở đâu, góc đường nào thưa chị, để quý vị gần ở location nào thì có thể đến đó. Thì Na xin nhắc lại ha, địa điểm đầu tiên của MTM Pharmacy là ở tại thành phố Garden Grove, địa chỉ là 12666 Brooker Street, thành phố Garden Grove, 92840, số điện thoại là 714-705-6992. Địa điểm thứ hai là ở thành phố Santa Ana, nằm ngay góc đường First and đường và đường Fairview, địa chỉ là 1002 West First Street, Santa Ana, California 92703. Số điện thoại là 714-278-4800. Địa điểm thứ ba cũng nằm ở thành phố Santa Ana, địa chỉ là 1002 North Fairview Street, Santa Ana, California 92703. Số điện thoại là 714-881-0012. Địa điểm thứ tư là nằm ở thành phố Huntington Beach, là nơi mà mình đang nói chuyện talk show đây nè. Địa điểm ở địa chỉ là 6552 Bosa Avenue, Suite A, Huntington Beach, California 92647. Số điện thoại là 714-916-5383. Địa điểm cuối cùng là ở thành phố Anaheim, nằm ngay góc đường Euclid và đường La Palma, địa chỉ là 1172 North Euclid Street, Anaheim, California 92801. Số điện thoại là 714-613-1971. Dạ, và các địa điểm này á đều nằm ở gần một văn phòng bác sĩ nào đó phải không chị? Để đúng mà rồi. Quý đồng hương đi khám bác sĩ xong sẵn tiện ghé đến luôn phải không? Đúng rồi. Dạ. Nằm ở gần những phòng mạch của bác sĩ, chẳng hạn giống bác sĩ Calvin Mai, bác sĩ Ngô Nhân Hậu, bác sĩ Từ Bá Thức. Nếu quý vị muốn tiện thì quý vị có thể đăng ký với những bác sĩ trong cái vùng lân cận, trong cái hàng xóm của MTM Pharmacy và đi tới MTM Pharmacy để mua thuốc luôn. Dạ. Đó. Và thưa chị, là khi mà bệnh nhân đó đi đến khám bác sĩ đó mà họ quên mang cái toa từ bác sĩ về rồi thì có sao không chị? Thường thường đó, bây giờ thì nhiều bác sĩ họ dùng cái hệ thống chuyển toa bằng internet đó, gọi là electronic prescribing. Thì thực ra bệnh nhân không cần phải lấy cái toa, nếu mà bệnh nhân không muốn, bệnh nhân cứ nói lên bác sĩ gửi thẳng cái toa qua bên tiệm thuốc, thì bác sĩ lên computer đánh cái chữ MTM và thấy cái location nào đó ở thành phố nào thì bác sĩ sẽ gửi một cái giống như đánh điện tính hồi xưa đó, gửi thẳng qua bên tiệm thuốc. Thì ở trên computer của tiệm thuốc nó, trên computer system nó sẽ hiện tên bệnh nhân, có cái toa thẳng đó luôn. Như vậy thì quý vị cứ an tâm, đánh dây thép qua cái có luôn. Đánh dây thép. Có một cũng có một vài bác sĩ không thích xài cái hệ thống đánh dây thép thì bác sĩ viết toa đó, bác sĩ viết toa thì bác sĩ đưa bệnh nhân, thì bệnh nhân có thể mang tới. Và nếu mà bệnh nhân có cái những cái phương tiện di chuyển mà nó không có được tiện nghi đó, không có tiện đó, thì bệnh nhân có thể gọi cho pharmacy và pharmacy sẽ cho những cái anh, mấy cái anh mà làm giao thuốc đó, anh tới nhà anh lấy cái toa tới rồi anh phiêu anh đem trở lại, mình làm thuốc xong anh mang ngược trở lại tới nhà. Hay là bác sĩ cũng bỏ vô cái máy phát thôi cũng đó. Tiện lắm. Bây giờ mình biết là đi lại khó khăn, đường xá thì kẹt xe, cho nên mình tìm mọi cách để mà giúp cho quý vị được tiết kiệm được thời gian và tiết kiệm được sự tiêu xài để dành tiền để mình làm những việc khác. Đó, di chuyển cũng mệt lắm chứ, rồi ví dụ như mình không có con cái giúp, mình cũng lớn tuổi rồi mà lái xe thì cũng
không có tiện lắm, cho nên là quý vị có đôi khi chỉ cần nói bác sĩ gửi thẳng toa đến MTM và đánh dây thép qua cái là MTM thấy liền là sẽ tự động làm thuốc cho quý vị, có người mang đến tận nơi. Dạ, mà quý vị muốn dược sĩ Tina tới thăm là cũng nói luôn request cần gặp dược sĩ Tina. Dạ, cái này mới là hơi xuống dài một chút, tại chị sẽ rất là bận. Cũng có những bác nói là tôi muốn gặp cô Tina một lần trước khi tôi chuyển thuốc qua tiệm của cô. Đó, thì có cũng nhiều lắm chứ không có ít. Thì Tina cũng có gọi điện thoại nói chuyện với mấy bác xong rồi hẹn thôi, bữa nay cháu làm ở địa điểm này, bác tới đi rồi bác cháu mình nói chuyện, rồi cháu coi thuốc cho bác đang uống những thuốc gì sao đó, rồi mấy bác ok rồi mấy bác mới đưa thuốc ra thì coi thử những tiệm thuốc nào mà mấy bác đã từng tới lấy hồi xưa giờ. CVS, Walgreens, Rite Aid gì đó. Thì rồi xong rồi Tina hay là những dược sĩ đồng nghiệp của mình đó gọi những cái tiệm đó, họ sẽ chuyển thuốc qua cho mấy bác. Thì cái cách làm nó đơn giản lắm, mình nghe thì hay là mình tưởng tượng mình thấy nó khó, thật ra nó không có gì khó hết. Cho nên là quý vị cứ đến với lại MTM Pharmacy để mà được những người dược sĩ tại đây giúp đỡ, và quý vị nên nhớ là những người dược sĩ tại đây là có certificate đặc biệt cùng để mà họ phải học thêm những lớp advanced, được training thêm để mà có thể giải thích được những cái gọi là cái toa thuốc của bác sĩ gửi đến và giúp người bác sĩ giải thích cho quý vị rất là rõ ràng, phải không chị? Đúng rồi. Ngoài cái việc mà mình giải thích cho bệnh nhân khi mà bệnh nhân lấy thuốc mới đó thì mình phải giải thích, ngoài việc đó dược sĩ Tina và những dược sĩ trong hệ thống MTM đó cũng làm được những cái việc là mình có thể làm việc trực tiếp với người bác sĩ của bệnh nhân. Nếu mà mình thấy thuốc có vẻ là giống như hai cái thuốc nó uống nó không có được với nhau, hay là những cái thuốc mà những bảo hiểm của mình làm khó làm dễ không có chịu trả tiền, thì mình cầm phone hay là mình gọi qua rồi mình phát hay là mình làm bất cứ để mình đổi thuốc cho bệnh nhân, để cho bệnh nhân có thuốc mà uống. Nhiều khi chưa được thì mình cũng cho bệnh nhân mượn thuốc uống trước. Nói chung là mình làm được hết tất cả mọi cách để mà mình giúp đỡ bệnh nhân của mình. Đó, cho nên là đây là một điều rất là tốt. Và thưa chị, ngoài ra đó thì chúng ta giống như từ nãy giờ là mình đã giúp được các bệnh nhân của chúng ta mang thuốc đến tận nhà rồi này kia, gọi điện liên lạc với các bác sĩ trực tiếp dùng cho bệnh nhân, thì còn có những service nào để mà phục vụ cho bệnh nhân của MTM Pharmacy nữa? MTM còn có những cái service là mình chích ngừa cho bệnh nhân. Thì cái dịch vụ chích ngừa đó thì có những cái loại chích ngừa thật ra bệnh nhân không cần phải có toa bác sĩ để mới được chích. Hồi xưa thì chích ngừa nào cũng cần phải có toa, trừ cái chích ngừa cảm cúm. Còn bây giờ thì mình chích ngừa viêm phổi nè, chích ngừa dời leo nè, chích ngừa ho gà uống ván. Thì những cái chích ngừa đó thật ra mình không có cần có toa bác sĩ, mình đi tới gặp trực tiếp dược sĩ của mình, xong rồi người dược sĩ chích cho mình, nhưng mà người dược sĩ sẽ báo cáo lại với bác sĩ của mình là đã chích rồi. Nhưng mà nếu như mọi người đã hồi nhỏ đã từng được chích những cái đó rồi thì sau này khi mà lớn lên có cần phải nhắc lại không chị? Cái chích người giống như ho gà uống ván đi, 10 năm thì mình chích lại một lần cũng không có sao. Nếu mà mình chích hồi xưa mình ở bên Việt Nam rồi thì mình khi mình qua đây mình nên chích lại đó, trong vòng 10 năm mình nên chích lại. Chích ngừa viêm phổi á, thì cái luật của nó là mình sau 50 tuổi thì mình chích lần đầu tiên, xong rồi một năm sau khi mình chích lần đầu tiên thì mình chích lần thứ nhì, rồi sau đó cứ 5 năm là mình nên được chích lại. Đó là chích ngừa viêm phổi. Còn dời leo đó thì mình chỉ chích một lần thôi, một lần trong cuộc đời, nhưng mà thường thường cũng phải sau 50 tuổi cho đến, đúng ra nếu mà mình khỏe mạnh không có gì hết thì sau 60-65 mình hãy chích. Nhưng mà nếu những người mà có những cái bệnh giống như tiểu đường, cao máu, bệnh tim gì đó thì bác sĩ khoảng năm mấy tuổi bác sĩ cho chích rồi. Đó, chích dời leo rồi. Thì cái đó mình chỉ cần chích một lần thôi. Mà bây giờ đó thì kỹ thuật tiến bộ rồi, người ta quản lý về sức khỏe nó chặt chẽ hơn đó. Thì sau khi quý vị chích ngừa rồi đó thì mình sẽ bỏ cái hồ sơ đó đi lên trên một cái hệ thống của toàn tiểu bang Cali. Bệnh nhân tên gì, số ngày tháng năm sinh như thế nào, rồi chích ngừa gì, thì nó cái system đó viết tắt là chữ CAIR. Thì bệnh nhân mà có lỡ mà quên á
nếu không nhớ là chích rồi hay không thì mình lên cái system đó, mình đánh tên bệnh nhân vào, mình search thì mình sẽ biết là bệnh nhân đã có chích ngừa hay chưa. Như vậy thì quá là rõ ràng. Dạ, không có sợ các bác sĩ quên chích hoặc là bị chích bị over là cũng đúng không, rồi. Không có. Cho nên nếu mấy bệnh nhân mà tới pharmacy chích mà không có toa bác sĩ trước đó thì pharmacy sẽ làm hai việc. Thứ nhất là báo cáo lại với lại cho bác sĩ của mình, của bệnh nhân. Cái thứ hai đó là sẽ bỏ vào cái system care để mà report trên đó, thì mai mốt mình có đi đâu đổi bác sĩ hay là đổi tiệm thuốc, mình có dời đi những cái thành phố khác nó, thì trên cái system đó nó vẫn hiện tên tuổi của mình và cái thuốc nào mình đã chích. Dạ hay quá. Dạ rồi còn dịch vụ mà cho những người đi travel thì sao chị? Sắp tới mùa hè rồi đây. Dạ còn mấy tháng nữa là mọi người sẽ đi travel rất là nhiều đó. Dịch vụ travel thì dược sĩ Tina và những dược sĩ khác sẽ giới thiệu những cái thuốc nào cần thiết để với quý vị đi travel mang theo. Đó thì có một vài loại thuốc thì cần phải có toa bác sĩ, thì Tina sẽ phụ trách cái việc mà xin cái toa cho bệnh nhân. Thì quý vị có thể gọi ra trước hoặc có thể ra rồi đặt thuốc rồi một hai ngày sau mình ra mình lấy. Có những cái loại thuốc mình không cần toa thì mình sẽ giới thiệu cho bệnh nhân mua nữa, thì không có đi cái thuốc mà để đi travel thì nó không có mắc tiền đâu. Có những cái loại thuốc chích ngừa, chẳng hạn mình đi Việt Nam thì mình cẩn thận thì mình chích ngừa viêm gan A. Còn mình đi những cái nước khác, những cái nước giống như Phi Châu hay này nọ thì có những cái thuốc chích ngừa mà mình nên chích, nếu mà tùy cái vùng nào. Thì nếu mà quý vị có cần đi du lịch, những cái có nhu cầu đi du lịch hay đi công tác ở những cái nước ở châu Mỹ Latin hoặc là châu đi Phi Amazon chơi. Thì nói rồi dược sĩ sẽ giới thiệu cho là cái thuốc nào rồi như thế nào, thì có những một vài thuốc hơi mắc tiền chút xíu thôi. Mùa hè đang đến thì đây là dịch vụ rất là cần thiết, và còn nhiều dịch vụ khác tại MTM Pharmacy mà quý vị nhớ gọi điện đến cho số phone của MTM Pharmacy. Quý vị chỉ cần gọi đến một số phone đang có trên màn ảnh thôi cũng có thể transfer đi hết tất cả các location khác. Dạ, cho nên quý vị cứ an tâm nhé. Và đến đây thì xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Và xin mời dược sĩ Tina có thể gửi đến chuyện vui ngày hôm nay. Bữa nay có chuyện vui này, Tina thấy vui nè. Bây giờ kể đọc nha. Nghệ thuật tán gái. Nghệ thuật tán gái. Chàng trai hỏi cô gái, bố em là đầu bếp à? Không à. Mẹ em là đầu bếp à? Dạ cũng không à. Sao thế vậy anh? Thế sao mà làm ra em ngon thế? Rồi, câu kế tiếp anh hỏi cái cô bạn của ảnh là thế em tên là Google à? Google là gì biết rồi, đúng không? Ai cũng biết Google. Ai cũng biết Google. Dĩ nhiên là không rồi, sao anh hỏi kỳ thế? Thì anh thấy ở em tất cả những có những gì mà anh đang tìm kiếm. Lên Google là kiếm được hết tất cả mọi thứ đúng không? Rồi anh hỏi thêm câu nữa, em hỏi thế em có phải là nhà ảo thuật gia hay không? Dạ không, anh định nói gì nữa đây? Không, chỉ là mỗi khi anh nhìn em thì mọi thứ xung quanh lại biến mất. Anh này khéo miệng dễ dạ, khéo quá, cho nên là đây là bí quyết để mà dược sĩ Tina dành tặng cho quý ông. Dạ, rồi cho nên là anh nào chuẩn bị tán gái thì nhớ học thuộc những cái câu này để mà tán bảo đảm là ngon lành, có kết quả ngay. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một cuối tuần thật bình an, thật nhiều niềm vui và đặc biệt là có thật nhiều sức khỏe để enjoy với gia đình mình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, cảm ơn chị Tina. Cảm ơn Mỹ Linh.